Chào các bác đã trở lại với kênh của Giao Phúc Sen Em Thảo Với những dòng dao độc nhất thì hôm nay lò rèn em lại tiếp tục ra mẫu mới để đưa tới các bác anh nhà mình Do mèo thì hôm nay em sẽ làm mẫu 30cm dao muồng nhé Mẫu này thì mai em sẽ trả đơn những bác mà đã đặt hàng Còn tiếp tới là bộ ba gian thép trắng Ba gian thép trắng này là một cái bộ mà em đang bán nhiều nhất để các bác nhà mình thích sạch sẽ không bao giờ hàn gì thì các bác sử dụng con ba giang này đấy và tiếp tới ở đây thì sẽ là dao ba giang thép đen là một dòng dao siêu khỏe dành cho các bác nhà mình chặt tre chặt gỗ cứng chặt tất cả các loại Và hôm nay thì uh, bị trục chặt kỹ thuật một chút các bác nhá hôm nay thì em nói luôn như thế này các bác này hôm nay thì uh, bác họ nhà em nào hôm nay sẽ bỏ qua và quên một cái chi tiết một cái chi tiết cũng khá là quan trọng của con dao của bên em với lò rèn bên em thì đây là mẫu mới nhất thì em vừa ra lò thì cũng được rất nhiều các bác ủng hộ đấy đây cho các bác thì mình xem cái sự cố không mong muốn sự cố không mong muốn ngày hôm nay thì mỗi bác sẽ mua một con thì sẽ được giảm giá 50.000 luôn nhé về cái sự cố không mong muốn này các bác phát hiện ra điều gì chưa ạ trên dao nhà em thì lúc nào cũng phải khắc tên Thảo PS như thế này Mí là đúng dòng dao khi các bác nhà mình nhận hàng chuẩn dao như thế này. Đấy còn con dao đã bị uh, hôm nay uh, sự khác biệt là quên mất không khắc chữ đây các bác này. Khi hoàn thiện xong rồi thì mới phát hiện ra là quên không khắc chữ. Thì với mỗi một con chữ ngày hôm nay em sẽ bớt cho các bác 50.000 nha các bác nhé. Đấy không ảnh hưởng gì cả. Vẫn là dòng dao như vậy nhưng em quên không khắc chữ thôi. Thì uh, em uh, làm bị mất tầm độ 20 con nhé. Làm bao nhiêu ngày đấy các bác ạ? mà hôm nay lại như vậy thì với một con dao mà trên dao in thảo PS này em vẫn đưa tới các bác với giá là 230.000 trên một con và em miễn phí ship tới tận nhà nhưng mà hôm nay chỗ này là em có 20 con với giá là quên không khắc chữ sẽ gửi tới các bác là 108 sau khi hết chỗ này thì em sẽ bán quay lại là 230 nhé Thế cho nên là bác nào anh nào mà không cầu kỳ mà rất nhiều bác cũng không thích chữ luôn thì các bác hãy lấy con dao này giúp em nhé bao chất lượng và bao đẹp luôn. Các bác thì mình thích lấy quy đồng hay không quy đồng thì em vẫn để giá như vậy thôi. Bởi vì cái lô này em quên chữ rất chi là buồn. Đấy và với dòng dao ngày hôm nay thì em tiếp tục đưa tới các bác phi lê. Phi lê là một dòng dao mà em đã đưa tới các bác trai với cái số lượng rất chi là nhiều và được các bác nhà mình đặt những cái lời khen ngợi. Thì đây là một con dao phi lê chuyên để cho các bác nhà mình pha lóc thịt này, pha lóc thịt một cách dễ dàng. Đấy và với con này thì em sẽ làm hai ly nhé hai ly thì nó sẽ rất là dày dặn để các bác nhà mình sử dụng lâu dài luôn luôn là chắc khỏe không bóng ngẹo rất chi là cứng và con này thì đối với các bác ngày trước tới lò nhà em là đặt là hai trăm rưỡi một con nhưng hôm nay trên live này, này em sẽ đưa tới các bác là 150 000 đồng trên một con cho các bác nhé phi lê em sẽ có phi lê trắng và phi lê đen các bác hỏi dài bao nhiêu phải không ạ lưỡi của nó dài là 20 mươi cm lưỡi của nó dài 20 mươi cm nhé bụng phần to nhất để nó tầm được 6 cm đấy còn tới con dao đây là một con dao thép trắng. Về con dao thép trắng này thì đây cũng là một con phi Với cái dáng của nó dài là 21cm và con phi trắng này thì em đang đưa tới các bác anh là 160.000. Trước kia em làm là 260.000 một con này đấy ạ. Và ở video này thì bác nào cũng mua được cái giá như vậy luôn nhé. Còn dao mèo thì em sẽ làm là mấy con. Một chút em sẽ lên cho các bác thì mình về cái dáng dao dáng, dáng độc nhất, vô nhị của bên em luôn. Đây ạ, còn về bốn con dao dáng phở này. Hôm nay thì sẽ có đúng bốn con này nha các bác nhé. À, với con dao dáng phở đấy, đây là dáng dao đẹp nhất dành cho các bác, các anh nhà mình sưu tầm. Đấy, các bác nhìn này, đây là con dao uh, lưng gù cá mập này. Đấy, và đây là con dao hớt phở. Và con dao này em đang đưa tới các bác là dày 5 ly và 6 ly. Để các bác nhà mình chặt xương, chặt thịt thoải mái cho em luôn. Về chất liệu nhíp hôm nay nhé, em sẽ đưa tới các bác là dòng nhíp đỏ. Dòng nhíp uh, đỏ của Nga là một cái dòng nhíp cao cấp mà bên em vẫn thường đưa tới các bác đấy ạ. À, con này em sẽ đưa tới các bác là 300.000 đồng trên một con nhé Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn Chặt xương thoải mái cho em là một bộ sưu tập cực đẹp luôn Đấy, còn đây là dao ba giang thép trắng này Hôm nay em cũng đủ mẫu luôn Đấy, em sẽ lên với dao ba giang thép trắng nhé các bác nhé Ba giang thép trắng thì thường là em sẽ có là Một con 35cm, một con 30cm và một con 25cm Thì đối với các bác lũ, bác nào mà đồng, bếp mà sạch đấy Uh, thì các bác thường là thích sử dụng những con dao bằng thép chuẩn nhé đây là em làm thép sành thép đanh nhé và là thép trắng nguyên bản nếu như han gì các bác trả lại em luôn nhé đấy và bảo hành cho các bác nhà mình khi sử dụng một con này em đưa từ các bác là 250.000 đồng trên một con đấy 250.000 đồng cho một con này em miễn phí ship còn về con uh, 30cm thì sẽ là 260.000 đồng trên một con đây các bác này 260.000 đồng còn con 35cm thì nó sẽ là 280.000 đồng cho một con Các bác thấy chất không ạ? Và dòng này là dòng 4 ly nha các bác nhé Dòng 4 ly rất nhiều video em test thử chặt che già cho các bác xem rồi Có đề những bộ dao tông hàng đặt này Hôm nay em không không bỏ ra nữa Bởi vì mai cái chỗ này em phải gửi cho các bác rồi Đấy còn tiếp tới về phần sau này thì sao ạ? Đây nhá, tẹo em cho các bác thì mình xem những bộ dao thép trắng nhà em nữa Về dao mèo thì hôm nay chắc chắn là con này thì nhiều bác đặt lắm nhưng nhà em chưa làm xong con này với cái sống của nó là 7 ly dáng hết của Thảo PS đây. Đấy con dao này em bảo đảm cho các bác nhà mình siêu tầm nhé. Chặt tre, chặt gỗ, chặt xương thoải mái cho em. Lưỡi của nó lưỡi 30, cái này em có đủ bộ nhé. Bộ của nó là 20cm, 25cm, 30 và 35 Nhưng hôm nay em mới làm con 30cm hàng mặt được mấy con như thế này. Gỗ muồng, bao, vỏ đẹp như thế này. Đấy em đưa tới các bác với cái giá sẽ là 400.000 đồng trên một con. Các bác anh ạ, 400.000 đồng trên một con và nó là 30 cm. Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Một dòng dao cổ đồng này, ba chốt đinh đẹp như thế này. Đấy còn tiếp tới là về bộ dao Pa Giang. Về dòng dao Pa Giang này thì em đang có ba mẫu và dòng này thì nó thật các bác này em bán chạy nhất luôn. Bởi vì nó là dáng dao khỏe dành cho các bác nhà mình đi rừng, chặt xương cứng, chặt gỗ trứng cứng, chặt che già thoải mái cho em tất cả các bác nhà mình đặt dao ở bên lò rèn bên em đều được test thử dao sau đó mới phải trả tiền nhá đấy các bác cứ test thử chặt tre chặt gỗ cho em về con 35 cm này nhá là em bán 300 trăm nghìn nhưng hôm nay bác nào mua em sẽ giảm giá cho các bác là còn 260 260 sống 5 ly Đấy chặt xương cứng Chặt xương ống chặt che già chặt gỗ Thoải mái cho em sau đó mới phải trả tiền các bác anh nhá 260 nghìn Còn con 30cm thì rất vừa tầm đối với các bác Chặt gà chặt vịt ở trong bếp chặt che già Chặt các loại luôn về phần tay mùn này các bác này, tay đẹp như này. Bà cho đi. Con này là 250 000 đồng trên một con. Còn về con 24 cm. À 25 cm. 25 cm thì giá của nó sẽ là 240 000 đồng trên một con các bác anh nhé. Đấy và đây là em vừa mới sơ qua. Còn về những cái bộ dao khác nhau thì em sẽ có rất chi là nhiều dao bếp nhà em đây các bác này. Đấy, dao bếp mùn, dao bếp thép trắng và dao thái thịt em có hết nhé. Bác nào đang quan tâm tới những bộ dao thái thịt đẹp và chất À, hãy vào trong zalo uh, uh, của em qua đầu số điện thoại này hoặc các bác nhà mình hãy um, gọi điện trực tiếp về đầu số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác luôn đấy và với các bác nhà mình mà đã xem được video này của em Thảo mà đang quan tâm tới nhiều dòng đừng quên cho em xin một like nhấn chuông và nhấn ngay và đăng ký kênh để theo dõi hàng nghìn những sản phẩm của bên em nhé em có giao bếp thái đây các bác ạ giao bếp thái sắc bén lắm luôn đấy mà em để tận trong này em cứ ngại em không muốn cho lấy cho cho các bác xem đi này. Những con dao bếp Thái này 150k này các bác này. Con này Thái phải gọi là con này làm bán 250 đợt trước các bác tới làm đấy. Nhưng mà trên này thì em để cho các bác là 150 nhá các bác nhá. Đấy rất nhiều dáng nữa nhưng mà em đây này, dao chặt dừa đây các bác này. Dao chặt dừa này thì quá nhiều bác đặt luôn. Chặt dừa này em có cả thép trắng cả thép đen đấy các bác nhá. Đây ạ. con dao này là con dao yếm các bác nhìn này. Đây các bác nhà mình chặt dừa bác thích dao trắng có dao trắng thích dao đen nó có dao đen nhé con này là một con em viện ship dao yếm đấy và đây là một cái video ngắn để bác nào mà quan tâm và muốn xem thật nhiều nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi và lựa chọn những cái mẫu dao độc và đẹp và các bác đặt như thế nào thì hãy báo em để em làm cho các bác nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video chào và hẹn gặp lại các bác ạ